Em chẳng phải nắng hay là tinh tú trên trời, sao bên em chẳng còn bóng tối. Em là khúc hát hay quỳnh thơm ngát bên đời, khi bên em anh chẳng chơi vơi. Bầu trời kia rộng lớn như hôm nay em ôm vào lòng, liệu anh có cảm thấy thấy giống như em không? Đại dương kia chẳng xấu như em yêu anh đâu, bên nhau qua mưa ngâu, ngày bên anh sao cho ai thân mau. Mẹ anh nói cưới em đi, em đi. Ba nói cưới đi, yêu lâu thương nhau thế còn gì. Mẹ em nói cưới anh đi, ai xinh như là em, nên bao nhiêu là sói muốn bắt và ăn thịt em. Cứ cho anh đóng vai thợ săn, không cần phải suy nghĩ, chắc chắn là em nợ anh. Vậy thế nào, đã là nợ thì phải có lãi trả lời. Không con số cụ thể anh bắt em bên cả đời. Em ơi đừng bối rối, kiểu gì cũng một lối rồi. Lời hay giờ thì nhạc mình phối thôi. Bầu trời kia rộng lớn như hôm nay em ôm vào lòng, liệu anh có cảm thấy thấy giống như em không? Đại dương kia chẳng xấu như tình giấc. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé,
anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Giờ hãy hứa trọn đời yêu anh nhé. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui rất khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay quan tâm điều gì, bao giờ hay hứa trọn đời yêu. Ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em
đồng quê thơm dịu dàng thấy bát ngát phong tây. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rước về quê thăm nội thành. Dâu hiền dễ tháo đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng gặp ai cũng thành xa anh lại về thăm, thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao lũy trúc bờ lâu. Xưa đã cùng em vui vườn trầu, nghiêng nắng hàng cao xanh rạt rào, bên giàn thiên lý bên khóm mai, ngày xuân thắm hạ cùng em mân. Thành xa anh lại về thăm, ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương áo bà ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm, anh về nơi xa cách mặt lòng không phù nào. Em luôn cầu mong sẽ có một ngày anh về thăm quê, hỏi bụi cho cây và hỏi buồn cau, con chim manh manh hót câu tình thương. Một vầng trăng nghiêng lên lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau, hương vị đồng quê thơm dịu dàng thấy bát ngát phong tây. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rước về quê thăm nội thành. Dâu hiền dễ tháo đem biết bao, gặp ai cũng mừng gặp ai cũng chào. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rước về quê thăm nội thành. Dâu hiền dễ tháo đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng gặp ai cũng chào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đầu xuân mới gia đình luôn an khang và thịnh vượng. Xin được cảm ơn tới tình cảm cũng như sự hiện diện của tất cả quý vị đã và tiếp tục đang có mặt tại nơi đây, tại trung tâm tiệc cưới của gia đình họ nhà gái thân yêu. Kính thưa quý vị, thương yêu của họ nhà trai phải không ạ? Và cũng là những lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất từ phía đại diện gia đình họ gái. Đang mong muốn tiếp tục được gửi về với tất cả quý vị những lời cảm ơn chân thành, những lời kính chúc sức khỏe đầu xuân mới gia đình an khang và thịnh vượng. Và kính thưa quý vị đại biểu khách quý, từ các bậc cha bác anh chị và các bạn thân mến, khoảng khắc này đây có lẽ rằng chúng tôi cũng không để quý vị chờ đâu hơn nữa. Ngay bây giờ thì xin mời chúng ta cùng lổ một tràng pháo tay thân nồng nhiệt và cho chúng tôi xin được hân hoan tuyên bố buổi lễ trang trọng của đôi bạn trẻ một chương trình Cao Bánh xin phép được chính thức bắt đầu. Một tràng pháo tay của tất cả quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa các bậc cha bác anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay là ngày thuộc về đôi duyên mới của chúng ta. Ngày hôm nay một ngày thực sự tuyệt vời đối với đôi bạn trẻ mà ngay bây giờ chúng tôi không để quý vị chờ lâu. Chúng ta cùng chào đón hai nhân vật chính của chúng ta đi nào. Dạ vâng, đôi duyên mới của chúng tôi gửi tới quý vị một cái chào thật tuyệt vời, một lời cảm ơn thật chân thành, chúc cho quý vị chuẩn bị đón một năm Nhâm Dần gia đình an khang và thịnh vượng sẽ đến với tất cả quý vị. Và những bức hình kỷ niệm mà cũng sẽ được nhà nghệ thuật nhiếp ảnh của chúng tôi ghi lại cùng với những nụ cười thật tươi của chú rể Hữu Thiện và cô dâu Thanh Ngọc ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị và kính thưa quý vị, xin được cảm ơn đôi bạn trẻ. Nhà thơ Phương Diệu thì ông đã từng viết về tình yêu của họ đẹp như những bản tình ca quý vị ạ, như trăng muôn thuở và đặc biệt là như hoa muôn đời. Tình yêu của Hữu Thiện và Thanh Ngọc là một suối hoa tươi để giúp đời thêm đẹp và bềnh bồng men say. Có lẽ rằng trong buổi trưa ngày hôm nay có thể kể tới sự hiện diện của quý vị là những giây phút tuyệt vời nhất trong cuộc đời của họ, bởi vì họ đã yêu nhau rất lâu, họ đã hò hẹn nhau rất lâu bằng những tiếng gọi của trái tim, nhưng cho tới ngày hôm nay thì tình yêu ấy mới chuẩn bị đơm hoa và kết trái. Bởi vì quý vị là những người đang liên tục dành nhiều tình cảm nhất cho cô dâu và chú rể. Kính thưa quý vị, có thể nói được rằng có được ngày hôm nay đó là có sự tìm hiểu rất là kỹ càng, đặc biệt là giờ này về kính thưa quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay để tổ chức chương trình tiệc Cao Bánh cho đoàn bạn trẻ. Và kính thưa quý vị, cũng giây phút này xin được kính mời quý vị cùng thưởng thức những ly trà thương thảo và cho phép chúng tôi xin được giới thiệu lên sân khấu hai ông bà thông gia. Xin mời ông bà thông gia sẽ cùng tiến bước lên sân khấu đi ạ, để cùng ghi lại những bức hình kỷ niệm. Một khoảnh khắc đầu tiên mà Trang Mẹ đang xây dựng nên nền móng tình yêu cho đôi bạn trẻ ạ. Chúng ta cùng hướng về với nơi đây được không nào? Đại Dương ơi, một tràng pháo tay của quý vị ạ, xin mời. Tuấn ơi, anh Tuấn ơi, nhìn đây mà. Ngọc Nhi đang thiện tí, cười tươi. Dạ vâng, xin được cảm ơn sự hiện diện của hai ông bà và xin mời hai ông bà cũng lắng lại vào sân khấu một chút ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn đại diện hai gia đình rất nhiều. Và kính thưa quý vị, phút giây này đây chúng tôi sẽ được kính mời tới bác đoàn trưởng đoàn đại biểu họ nhà trai sẽ có những lời phát biểu và xin được giới thiệu với những sinh lễ trang trọng mà gia đình xin được gửi về với quê hương họ gái thân yêu. Xin trân trọng kính mời. Xin thay mặt cho họ tộc của nhà trai xin gửi đến các cụ, các ông, các bà, hai họ, hai gia tộc là luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc, bước sang năm mới được hạnh phúc an khang thịnh vượng. Kính thưa các cụ, các bác, các ông, các bà, thật hạnh phúc cho các cháu. Trong quá trình các cháu tìm hiểu nhau, yêu nhau thì đã được tạo điều kiện của bố mẹ hai bên gia đình. Thế và đến hôm nay thì được chính thức đồng ý sự của gia đình nhà gái. Thì hôm nay là thay mặt cho họ tộc chúng tôi cũng có lẽ đến để xin báo cáo với các cụ họ tộc bên nhà gái. Thì trước hết chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu, tôi chịu trách nhiệm cho gia tộc họ Hòa. Thưa bên ngoài của họ tộc bên nhà gái thì nhà trai có hai ông cậu là ông Lâm và ông Đường. Thì cũng xin giới thiệu với các cụ để các cụ thế. Và cũng thay mặt cho họ tộc thì tất cả bà con anh em là thân tiện của bên ngoài là cũng có tham dự này. Vâng, thì có bà cụ ngoại cũng đến có tham dự cái ngày nhập lễ của các cháu. Cho nên hôm nay là được sự đồng ý của gia đình nhà gái thì hai cháu là cháu Thiên và cháu Ngọc là yêu nhau. Thì bên gia đình nhà gái nhà cháu Ngọc thì có ông bà ông Tuấn
và ông bà, à, bà Liên, thì cũng chấp nhận, và họ tộc xin chấp nhận cái lục lễ của gia đình bên nhà trai. Thì cũng báo cáo các cụ là đúng ra mà nói thì đáng nhẽ từng bước thôi, nhưng mà vì điều kiện chúng ta không biết rồi, cái Covid, cho nên là chung cái điều kiện chung thì chúng tôi cũng xin là đưa lễ về để ngày hôm nay là cái ngày để nhập tài cho cháu. Trong quá trình thì có thể là với điều kiện nó cũng không thể là hoàn hảo, nếu có cái gì mà sai suốt thì cũng xin báo cáo với các cụ là các cụ trong hai họ chúng ta thật thông cảm và tạo mọi điều kiện cho cái hạnh phúc của các cháu được trăm năm hạnh phúc. Để đây xin trước hết xin cuối cùng xin gửi đến các cụ, các bác, các ông, các bà là chúng ta là luôn luôn mạnh khỏe và làm toàn cái trách nhiệm hạnh phúc cho các cháu. Xin hết ạ. Lời bộc bạch tâm tư tình cảm rất tuyệt vời và sâu sắc từ phía vị đoàn trưởng đại diện đoàn đại biểu Hội Nhà Trai rất nhiều. Kính thưa quý vị, bác đã gửi lời kính chúc sức khỏe tới tất cả quý vị đang hiện diện tại nơi đây, và đặc biệt bác đã gửi lời cảm ơn tới đại diện họ gái thân yêu đã nuôi con gái thật là nhiều công ạ. Kính thưa quý vị, trong cái đó vì lý do đó hôm nay đoàn đại biểu Hội Nhà Trai đã có mặt tại nơi đây rất đông với những sính lễ rất trang trọng mà gia đình đã chuẩn bị để xin được gửi về với hương họ gái, với một mong muốn rằng đoàn đại biểu họ gái sẽ đón nhận tất cả những tình cảm mà đoàn đại biểu Hội Nhà Trai sẽ xin được gửi về trong buổi trưa ngày hôm nay, để hai gia đình tiếp tục chung tay xây dựng nên buổi lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ sẽ được diễn ra vào ngày mùng 9 âm lịch tới đây. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn tới bác đoàn trưởng đoàn đại biểu họ Nhà Trai rất nhiều, và cũng xin quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ, để chúng ta chúc mừng cho mối tình thông gia hai nhà như một. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị, sau những lời phát biểu thân mật của vị đoàn trưởng đoàn đại biểu họ Nhà Trai, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu vị đoàn trưởng đoàn đại biểu đại diện cha bác họ gái sẽ có những lời phát biểu cảm ơn và xin được đón nhận những tình cảm thân thương mà gia đình họ Nhà Trai đã xin được gửi về. Xin trân trọng kính mời bác. Vâng, kính thưa các cụ, các ông, các bà đại diện họ Nhà Trai, thưa toàn thể các ông, các bà, các cụ đại diện họ gái, thưa các vị có mặt tại buổi ăn hỏi hôm nay của các cháu. Trong suốt một cái quá trình tìm hiểu đã chín mùi, được sự phun trồng của hai gia đình ông bà ông Tuấn Niên và ông Chí Hưng, đến hôm nay hai gia đình hai họ chọn cái ngày này tháng tốt để tổ chức cái lễ ăn hỏi cho các cháu, thì cũng xin báo cáo với hai họ với các vị có mặt tại buổi ăn hỏi hôm nay, thì trước cái sự tìm hiểu chân thành của các cháu, được sự phun trắc của hai gia đình hai dòng họ, thì hai họ chúng tôi cũng đã làm đầy đủ các cái thủ tục từ cái lễ dạm ngõ ăn hỏi như hôm nay, và báo cáo các cụ các bà là chúng tôi cũng rất cảm kích trước cái sự tổ chức cái lễ ăn hỏi tương đối chu đáo và thực sự là ấm cúng. Thì được sự ủy quyền của ông bà Tuấn Niên thay mặt họ Nhà Gái, chúng tôi xin nhận cái lễ vật mà họ Nhà Trai trong cái buổi ăn hỏi hôm nay. Thì ở đây cũng mong rằng với cái sự có mặt đầy đủ hiện diện của công và các bạn thanh niên nam nữ hôm nay, hai cháu cũng lấy đây là cái niềm hạnh phúc, niềm vui, và chúng ta tiếp tục phấn đấu làm sao nắm chặt tay nhau để tiếp tục xây dựng cái cuộc sống hạnh phúc sau này. Được, vâng, xin được một tràng vỗ tay ạ. Tiếp đến xin giới thiệu bà ông ngoại là đẻ ra bà Niên, xin hai. Và cũng xin giới thiệu với các cụ công các bà là hôm nay thì có đầy đủ các cô, các dì, các bác cũng đến dự cái buổi ăn hỏi hôm nay, thì nó cũng đông đông nên là giới thiệu nó không hết, nhưng mà họ Nhà Gái của tôi là hôm nay có mặt đầy đủ cả, nên xin báo cáo cùng công các bà như thế. Và đến cuối cùng xin chúc sức khỏe của cùng công các bà, xin cảm ơn cái sự hiện diện công các bà và các bạn thân yêu này, xin cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn thế hai bác trưởng trưởng đoàn rất nhiều, và xin cảm ơn tới bác đoàn trưởng đoàn đại biểu họ Gái thân yêu. Bác tiếp tục gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị, bác chúc cho hai họ chúng ta đó là gì ạ? Đó là dẻo và rất là dai sức khỏe, để cho gái và trai kính thưa quý vị tay sẽ luôn nắm chặt tay, lao động sản xuất cùng nhau hăng say để dựng xây cuộc đời. Biết có gì yêu quý nhất ở trên đời, bác đã tặng hai họ chúng ta để rồi nhớ mãi. Sau thì bác tặng cho hai cháu thân yêu của bác đâu phải là của cải, mà bác cũng chỉ để lại mấy vần thơ mà thôi ạ. Bác đã chúc mừng cho hạnh phúc lứa đôi hôm nay và cả cuộc đời mai sau. Bác chúc cho hai cháu sẽ
sống mãi bên nhau, đẹp như thủa ban đầu mới yêu. Ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên mà đại diện hai gia đình đang vun trồng đến tình yêu cho hai cháu. Với mong muốn rằng tình thông gia sẽ luôn keo sơn bền chặt hai nhà như một, để tiếp tục chung tay xây dựng cái buổi lễ thành hôn cho đôi duyên mới được diễn ra vào ngày mùng 9 tới đây. Một tràng pháo tay lớn hơn của quý vị được không ạ? Xin mời. Và xin mời hai bác đoàn trưởng sẽ cùng trở về những chỗ ngồi dành riêng cho mình, và cha mẹ sẽ tạm đứng lại ở khu vực sân khấu của chúng tôi. Đại diện hai gia đình sẽ trao cho nhau từng xính lễ một. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay thì đại diện hai gia đình họ nhà trai cũng sẽ gửi kèm tất cả các xính lễ trong buổi trưa ngày hôm nay. Đầu tiên là lễ ăn hỏi, sau đó là lễ lập tài và lễ xin cưới. Và ngay bây giờ thì xin mời đại diện hai gia đình sẽ trao cho nhau xính lễ đầu tiên trong buổi lễ ăn hỏi. Xin mời. Chồng từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp mong. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa. Đường đi tuy khó không xa, đường về trong tiếng hoa ca. Chúc nàng đường luôn hạnh phúc, bên người chồng yêu mặn mà. Chàng tình xuân đậm đà, một nhà nồng ngát hương hoa. Nay chim đã sơ lòng, tình ta nên duyên vợ chồng. Từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp nàng. Từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp mong. Yêu là cùng nhau trong tay đi dắt con đường, trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từng phút sẽ tuyệt vời. Yêu là ngày em bên anh không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên. Nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời, mình thề luôn bên nhau mãi, dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người, dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời, bên nhau suốt đời cùng xây giấc mơ chung đôi. Hãy bên em thật gần nhé anh, để cảm nhận những yêu thương từ trong trái tim này dành hết cho. Tim này dành hết.
rơi bên nhau suốt đời, cùng xây giấc mơ chung đôi. Khoảnh khắc vừa rồi chú rể dành tặng chú dâu rất là nhiều tình cảm khi hai em đã cùng nhau hướng nguyện sinh những long thiên thần bé nhỏ này. Sau đó chúng ta đã thưởng thức những hương vị ngọt ngào từ từng bánh trên cùng, để chú rể cảm thấy như thế nào ạ? Có cảm thấy hồi hộp và háo hức và cảm thấy muốn nói một lời gì đó với tất cả mọi người ở đây không ạ? Chú rể chỉ cười thôi quý vị ạ. Tôi xin được hỏi chú rể bây giờ đây thì chú rể có muốn dành tặng cho cô dâu một tình cảm gì đó ngay bây giờ không ạ? Dạ vâng ạ. Chúng ta cùng vỗ tay lớn lên nào, xem anh dành tình cảm gì cho cô dâu đây, tình cảm gì đây ạ? Hôn cô dâu. Hôn cô dâu ạ. Và xin hỏi chú rể một câu nữa, chú rể đã hôn cô dâu bao giờ chưa ạ? Chú rể đã hôn cô dâu bao giờ chưa ạ? Chưa bao giờ, kính thưa quý vị. Có nghĩa là chàng trai của chúng tôi còn trong trắng nguyên ạ, kính thưa quý vị. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ chứng kiến chú rể dành cho cô dâu tình cảm gì đây, nụ hôn vào đâu đây. Chúng ta chứng kiến nha, hai em sẽ hướng về với nhau đi nào. Hướng về với nhau đi ạ. Cô dâu nhìn chú rể đi ạ, chú rể nhìn cô dâu đi ạ. Tay chú rể đặt lên eo cô dâu ạ. Tay cô dâu đặt lên bờ vai chắc khỏe của chú rể đây, em sẽ nương tựa suốt cuộc đời này. Và chúng ta nhìn nhau thật say đắm nha, tôi sẽ đếm từ 1 đến 3. Để cho phần khởi động sẽ được diễn ra rất là hồi hộp được không ạ? Và bây giờ là 3, 2, 1 bắt đầu, một tràng pháo tay của quý vị. Và xin cảm ơn quý vị và cảm ơn chú rể và cô dâu. Mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thiệt vui.
cưới đám cưới cô dâu thật là đẹp. Xin như hoa là bà xã tôi, đầy nhẫn vàng chào nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Dập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Dập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Thật đẹp.